Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, ngay khi triển lãm hàng không Air Show tại Singapore vừa mở cửa hôm qua 11 tháng 2, Reuters nhận định liệu số đơn đặt hàng máy bay năm nay có phá kỷ lục hồi tháng 11 năm ngoái tại Dubai với con số 200 tỷ đô la hay không, sau khi Vietjet Air của Việt Nam và Nord Air của Thái Lan xác định sẽ ký đơn đặt hàng tại Singapore. Hãng tin Bloomberg cảnh báo các hãng hàng không giá rẻ coi chừng thừa công suất. Vietjet Air và Airbus đã ký hợp đồng triển khai đơn hàng hơn 100 máy bay ngay tại Air Show Singapore và nhân hội nghị thượng đỉnh hàng không EU-ASEAN. Theo Vietjet Air, đây là hợp đồng mua 63 chiếc A320 trị giá lên đến 6,4 tỷ đô la. Những chiếc máy bay đầu tiên trong hợp đồng này sẽ được giao trong năm nay. Đây là dòng máy bay một lối đi mới và hiện đại nhất của Airbus. Đây chỉ là kết quả của bước tiếp theo sau khi thỏa thuận được ký kết tại Paris hồi tháng 9 năm ngoái. Theo hãng tin Reuters, một số hãng hàng không châu Á có khả năng phá kỷ lục số đơn đặt hàng tại Dubai hồi tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg nhận định làn sóng mua máy bay đang được hỗ trợ lãi suất thấp và chính sách tín dụng xuất khẩu của các nước phương Tây. Cuối năm 2013, ngân hàng BNP Paribas và Vietjet Air đã ký kết thỏa thuận thu xếp tài chính cho hãng bay này mua máy bay Airbus. Hãng Airbus cho biết, theo ước tính, các hãng hàng không Đông Nam Á sẽ có đội bay 1.800 chiếc vào cuối năm nay. Số máy bay được đặt hàng cũng sẽ vượt mốc 2.000. Số đơn hàng của châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm 36% toàn cầu và đang ngày một tăng lên. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng đã làm việc với Ủy ban Kinh tế Quốc hội về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật lần này sẽ bổ sung nhiều quy định chi tiết mà luật trước đây vẫn còn hạn chế. Luật kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đã được thực thi 7 năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng và nhiều chuyên gia, luật hiện hành còn nhiều hạn chế. Ví dụ như chưa đủ chế tài để tạo lập cho thị trường bất động sản phát triển, chưa có những quy định về việc bảo đảm thị trường bất động sản phát triển có kế hoạch, quy hoạch, chưa quy định rõ về phân biệt đối tượng kinh doanh bất động sản phải đăng ký theo quy định và những đối tượng không thuộc diện được kinh doanh bất động sản. Phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành chưa quy định rõ về phân biệt đối tượng kinh doanh bất động sản phải đăng ký theo quy định và những đối tượng không thuộc diện được kinh doanh bất động sản. Luật hiện hành cũng còn một số hạn chế trong quy định về sàn giao dịch bất động sản và môi giới gây cản trở, ảnh hưởng đến quá trình giao dịch và có thể làm người mua bị thiệt hại. Chính vì vậy, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này tập trung vào các chủ đề còn hạn chế, nhằm đảm bảo việc đầu tư kinh doanh tuân thủ đúng kế hoạch, đồng thời làm rõ phạm vi điều chỉnh của luật nhằm đảm bảo tính khả thi và thực tiễn. Đồng thời, dự thảo luật cũng sẽ bỏ quy định bắt buộc kinh doanh bất động sản phải thông qua sàn giao dịch và quy định cụ thể rõ hơn các loại hình nhà được đưa vào kinh doanh. Thưa quý vị, sau 5 năm thí điểm cho người nước ngoài mua nhà, số hợp đồng ký kết với người nước ngoài vẫn không quá 200. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một phiên họp gần đây đã yêu cầu luật phải mở theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người nước ngoài và Việt Kiều mua nhà. Quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Mark Townsend, giám đốc điều hành công ty tư vấn bất động sản CBRE. Việt Nam has already the rule. Việt Nam đã có quy định cho phép người nước ngoài mua nhà. Tuy nhiên, cho đến nay, số hợp đồng mua bán căn hộ của người nước ngoài vẫn còn thấp. Theo ông, đâu là lý do? Tôi nghĩ có một số lý do. Lý do đầu tiên là giá cả, giá nhà đất trong 5 năm qua đã giảm đáng kể, đặc biệt là tại quận 2, quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Hà Nội thì các khu vực phía Bắc và phía Tây. Khách hàng sẽ cân nhắc bởi họ hy vọng giá sẽ còn giảm nữa. Trong vòng 6 tháng qua, nhìn chung giá căn hộ tương đối ổn định, cùng với những phương thức thanh toán hấp dẫn hơn. Tôi hy vọng những người nước ngoài ở lâu dài tại đây sẽ sớm trở lại thị trường. Nhưng lý do chính là một số quy định pháp lý khiến cho những người nước ngoài cảm thấy nếu vì lý do gì đó mà họ phải sống ở Việt Nam, thì họ không có nhiều lựa chọn lắm đối với bất động sản, so với tại quốc gia của họ hay các nước khác trong khu vực. Thứ ba, mọi nước trong Đông Nam Á đều có những quy định riêng, như Hồng Kông, Singapore có thị trường bất động sản rất tốt để đầu tư. Bạn có thể vay vốn 60-70% vào thời điểm tốt có thể lên đến 90%, lãi suất thấp và kỳ hạn chi trả cũng dài hơn. Việt Nam hiện chưa có được những điều kiện như vậy. Cho nên đó là sự kết hợp của ba lý do, quy định pháp lý chưa thực sự dễ dàng, thị trường không khỏe mạnh và nguồn hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng còn thiếu. Trong đó tôi cho rằng hai lý do chính là pháp lý và giá cả. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề pháp lý trong luật cũ được không? Chẳng hạn như bạn mua căn hộ chỉ được kỳ hạn 50 năm là tối đa. Một số trường hợp mua lại thì thời gian sở hữu chỉ còn 30 năm và họ cảm thấy thời hạn đó không đủ lâu dài. Tiếp đến, nếu bạn rời Việt Nam, bạn buộc phải bán nhà đi. Lý do thứ ba là họ chỉ được mua căn hộ mà không được mua nhà hay đất. Ngoài ra, nếu bạn là người nước ngoài mà muốn vay tiền ngân hàng để mua nhà, thì điều này sẽ khó hơn ở bất kỳ nước châu Á nào.
Tôi biết nhiều người đã phải rất cố gắng và họ nói là thực sự khó. Vậy ông có đề xuất nào không để thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khách nước ngoài? Luật mới đang được đề xuất và tôi hy vọng sẽ sớm được thông qua. Thủ tướng cũng đã tuyên bố nới lỏng luật cho người nước ngoài mua nhà. Điều này sẽ không ngay lập tức khiến tất cả người Trung Quốc, người Nga, người châu Âu ngay lập tức đến Việt Nam. Nhưng những người nước ngoài đang sống ở Việt Nam sẽ cảm thấy thị trường sẽ tốt để đầu tư khi giá bất động sản có khả năng sẽ tăng lên 50-60% trong thời gian tới. Các chủ đầu tư bất động sản sẽ cung cấp những phương thức thanh toán hấp dẫn hơn, như nhận nhà khi thanh toán 10% đến 50%. Điều tiếp theo là giá bất động sản trong khu vực tương đối cao, giá căn hộ ở Bangkok vào khoảng 8.000 đến 10.000 đô la một mét vuông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả khu vực trung tâm cũng chỉ có 3.500 đến 4.500 đô la Mỹ một mét vuông. Còn giá bất động sản ở quận 2 chỉ vào khoảng 1.600 đến 2.200 đô la Mỹ một mét vuông, cho nên rất là hấp dẫn. According to you, if the government is the Theo ông, nếu chính phủ nới lỏng hơn quy định cho phép người nước ngoài mua nhà, thì điều đó liệu có giúp thị trường bất động sản Việt Nam nóng lên hay không? Tôi nghĩ thị trường bất động sản đang bắt đầu phục hồi. Giá nhà trong phân khúc bình dân đã về mức phù hợp hơn với khả năng của người mua, từ 500 đến 800 đô la Mỹ một mét vuông. Các chủ đầu tư đã tung ra những sản phẩm mới ở khu vực ngoại ô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ vẫn còn khó bán những dự án cao cấp đã được triển khai trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, thuộc khu vực quận 2, quận 7, quận 9 và một số nơi ở Hà Nội. Cho nên tôi nghĩ rằng việc nới lỏng luật sẽ giúp bán được những sản phẩm còn tồn động. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang dư thừa khoảng 3.000 đến 10.000 sản phẩm thuộc phân khúc này. Tôi không cho rằng lập tức những người nước ngoài từ Nga, Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải sẽ lao vào thị trường bất động sản Việt Nam. Nhưng điều đó sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn với những sản phẩm họ mua cũng như phương thức mua. Những người bỏ hàng trăm ngàn, hàng triệu đô vào, họ chắc chắn rằng sản phẩm họ mua là an toàn, được đăng ký dưới tên của họ. Khi nào muốn họ cũng có thể bán và họ không bị bắt buộc phải bán. Chính phủ trong một thời gian đã không cho phép người nước ngoài mua nhà do e ngại sẽ có những tác động tiêu cực. Theo ông, liệu có thể xảy ra tác động tiêu cực không khi cho người nước ngoài mua nhà? Nhiệm vụ của mọi chính phủ là bảo vệ người dân của họ và cải thiện điều kiện nhà ở cho người của mình vì mục tiêu phát triển xã hội. Ở Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn thì tỷ lệ nhà ở trên đầu người chưa được cao. Tôi đến đây từ năm 2002, cho đến nay là 2014, thì dân số đã tăng lên từ 8 triệu đến 10 triệu người. Nhu cầu nhà ở là rất lớn. Cho nên việc mở cửa cho phép người nước ngoài tự do mua nhà thì đó là một chính sách nhạy cảm. Họ cần phải có lý do chính đáng để ở đây. Tôi nghĩ điều đó tốt thôi, nhưng chính phủ cũng cần nhìn vào vấn đề ở tầm chiến lược. Nếu để cho những nhà đầu tư công ty nước ngoài vào thị trường, thì họ cũng giúp ích cho sự phát triển. Nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ là ưu tiên người dân của mình, chứ không phải là những đối tượng khác. Nhưng trong trường hợp này, thì người nước ngoài có thể thúc đẩy thị trường bất động sản, cho nên việc chính phủ cần thời gian là điều bình thường. Xin cảm ơn ông. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần tin thế giới.